Màn trình diễn tuyệt vời của Trần Văn Vũ cùng đội tuyển Việt Nam trước đội tuyển Nga tại vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup 2021 một lần nữa cho thấy Vũ Neymar là thủ lĩnh đích thực của Futsal Việt Nam. Và chúng ta cùng nhìn lại hành trình của Trần Văn Vũ từ phong trào bóng đá học đường cho tới ngôi sao của các kỳ World Cup. Từ nhà vô địch châu Á, Nhật Bản cho tới nhà vô địch thế giới Brazil, tất cả đều bị Trần Văn Vũ xuyên thủng mảnh lưới rồi gục ngã trong sự ngỡ ngàng của thế giới futsal. Trong chương trình này, chúng tôi xin được khắc họa chân dung Piso Trần Văn Vũ với những chiến thắng tạo ra kỳ tích, những bàn thắng làm nên thương hiệu, những đường truyền định hình chiến thuật và những pha xử lý định danh thủ lĩnh. Tất nhiên, còn là một Trần Văn Vũ không ngủ quên chiến thắng, vẫn đang từng ngày miệt mài tập luyện, thi đấu để tìm đường trở lại với sân chơi đỉnh cao World Cup. Thêm một lần nữa, Trần Văn Vũ có tố chất của một cầu thủ futsal chuyên nghiệp, cầu thủ futsal mà đi từ gốc lên. Trần Văn Vũ được đào tạo bài bản về futsal và anh đã có rất nhiều đóng góp cho futsal Việt Nam. Từ năm 2014 bắt đầu là những cái ảnh hưởng của Vũ bắt đầu là lớn dần lên với đội tuyển, đặc biệt trong 2016 trong giải vô địch châu Á thì cái ảnh hưởng của em rất là lớn, đặc biệt trong những trận Nhật Bản. Tất nhiên Vũ thi đấu tốt bởi vì cả đội thi đấu tốt, nhưng mà vai trò cá nhân của em cũng đặc biệt nổi bật. Ngoài sau cái lứa bao quân thì phải nói đến Văn Vũ, tại vì Văn Vũ cũng tương đồng với lại bao quân là có tố chất thủ lĩnh và cái khả năng mà một cái hành của tố chất của một cầu thủ của San, anh Văn Vũ có đầy đủ. Nguyễn Bảo Quân, Trần Long Vũ và Trần Văn Vũ là ba ngôi sao nổi bật nhất của futsal Việt Nam làm nên kỳ tích tại giải vô địch châu Á và thế giới năm 2016. Nhưng Long Vũ và Bảo Quân đã treo giày từ lâu, người lên làm quản lý, kẻ ngồi ghế huấn luyện, còn Trần Văn Vũ thì vẫn miệt mài theo đuổi sự nghiệp với những hoài bão mới. Và cũng khác với hai đàn anh nói trên, Trần Văn Vũ không xuất thân từ bóng đá mà được phát hiện, đào tạo căn cơ, bài bản trong môi trường futsal ngay từ đầu, khi anh vô tình đến duyên với futsal từ những năm tháng còn ngồi trên giảng đường. Mới đầu thì tôi đi đá bóng chung với các bạn cùng lớp, thấy có tài năng vượt bậc thì anh em mới giới thiệu vào thi đấu cho câu lạc bộ futsal Tân Hiệp Hưng. Anh Nguyễn Bảo Trung, tức là anh Trung Núi, đã thấy được cái tiềm năng của tôi và gọi tôi vào về với Thái Sơn Nam cuối năm 2009 đầu năm 2010 để tập futsal chuyên nghiệp. Từ học đường, Trần Văn Vũ bước chân vào thế giới futsal rất tự nhiên. Và cũng rất tự nhiên, cha mẹ Văn Vũ tỏ ra lo lắng. Như đã nói, một nỗi lo lắng tự nhiên, bởi thời điểm đó futsal chưa phổ biến, nên họ sợ rằng cậu con trai mê chơi bóng, dẫn thân sâu vào kinh nghiệp họ chưa nhìn thấy tương lai, có thể lỡ dở việc học hành. Ai biết trước được ngày mai, những con người có thể lựa chọn những cách nhất cho tương lai. Văn Vũ không bỏ học và anh chỉ dành toàn bộ thời gian cho futsal khi đã rời cổng trường với tấm bằng công nghệ thông tin. Mỗi ngày chỉ tập một buổi khoảng chiếm mất thời gian của tôi 2 tiếng thôi, và tôi có thể tập futsal một buổi và đi học một buổi, nên là tôi cũng đã thuyết phục được ba mẹ theo tập luyện futsal. Sau khi vượt qua được vật cản nhỏ ban đầu về chuyện học tập, Trần Văn Vũ chuyên tâm trong futsal. Để rồi trong gần 10 năm gắn bó với Thái Sơn Nam cũng như đội tuyển Việt Nam, trải qua các đội huấn luyện viên từ Thái Lan, Italia, Tây Ban Nha hay Việt Nam, Trần Văn Vũ luôn là trung tâm trong lối chơi của cả một tập thể. Vì sao Vũ trở thành thứ vũ khí trọng yếu của các huấn luyện viên? Ưu điểm mạnh nhất của tôi trên futsal đó là khả năng đọc tình huống, tại vì trong futsal bạn phải đưa ra những xử lý rất là nhanh. Trước khi nhận bóng là bạn đã phải biết mình phải làm gì. Và ưu điểm của tôi đó là khả năng đọc tình huống, và đặc biệt là những tình huống cố định. Khả năng chuyền bóng của tôi có lẽ là hiện giờ đang là rất là tốt. Điểm mạnh mà mình mê nhất ở Trần Văn Vũ đó là tư duy trong chơi bóng. Trần Văn Vũ có khả năng đọc tình huống, bật lót rất tốt. Sân nhỏ, tần suất hoạt động liên tục và rất nhanh, đòi hỏi các cầu thủ futsal phải biết đọc tình huống để xử lý một cách nhanh và tốt nhất có thể. Chính vì tố chất đặc biệt này, Văn Vũ dù có thể chơi tốt ở mọi vị trí, luôn được các huấn luyện viên bố trí chơi Piso, vị trí thấp nhất trên sân, để có thể bao sân trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Nhưng Vũ làm thế nào? Đó là những đường truyền cực tốt. Thật vậy, mỗi huấn luyện viên đều có một chiến thuật khác nhau,
Hãy áp dụng chiến thuật khác nhau tùy từng hoàn cảnh và yếu tố tạo nên mọi chiến thuật và đảm bảo nó thành công chính là những đường truyền. Thế nên Vũ mới trở thành cầu thủ ưa thích nhất của mọi huấn luyện viên, bất luận triết lý trận mạc của họ ra sao. Một cầu thủ quốc san cần cái sự nhanh nhẹn, và một cái cầu thủ mà khi mà đá vai trò người cuối physio thì cũng cần có chế chất thủ lĩnh và những cái đột biến của mình. Và anh Văn Vũ cũng có những cái đột biến về cá nhân cũng như là rất là hỗ trợ rất là nhiều cho đồng đội trong tấn công, kể cả phòng ngự. Các huấn luyện viên nước ngoài luôn luôn đánh giá cao anh Văn Vũ trong cái đội hình của mình. Trong một trận đấu ấy, có đôi khi em không phải là người nổi bật nhất, nhưng mà những người có chuyên môn thì người ta hiểu rằng là Vũ rất là quan trọng. Em là một người công thủ toàn diện, vừa tấn công tốt, vừa phòng ngự được, vừa có thể là xoay lên trên, có thể chơi như một pivot và cũng có thể đá như một người phòng ngự cuối cùng, thậm chí các cái vị trí cánh. Thì một cái người mà có thể chơi rất là nhiều vị trí như vậy thì nếu với tôi là một cái huấn luyện viên thì tôi rất là thích. Năm 2013, khán giả tại Thành phố Hồ Chí Minh từng được chứng kiến cú nẹt đại bác từ xa của Trần Văn Vũ làm tung mảnh lưới nhà vô địch thế giới Brazil. Những cú sút xa có tầm quan trọng thế nào trên sân futsal, và ngoài sút xa, Văn Vũ còn điểm mạnh nào khác? Cái quả sút xa là điều là vũ khí bí mật của những người đá cuối. Họ có những quả sút bất ngờ như thế thì làm thứ nhất là thủ môn sẽ có tình huống bất ngờ. Thực sự thì trước đây Trần Văn Vũ khả năng dứt điểm mình phải dùng từ là cực kỳ tốt. Sút xa cũng là một điểm mạnh của tôi, đặc biệt là tôi có khả năng sút được cả hai chân. Khi mà bạn có thường thường thì bạn thuận một chân thì rất là dễ cho đối phương bắt bài, khi bạn thuận hai chân thì đối phương sẽ khó có khả năng bắt bài bạn được. Trần Văn Vũ có thể sút bóng hai chân như một, khiến đối thủ khó bắt bài và ở những điểm phản cố định. Việc thuận cả hai chân cũng giúp chàng phi xô được người hâm mộ yêu mến gọi là Neymar của Việt Nam tung ra những đường bóng chết chóc với bất cứ khung thành nào. Hai lợi thế này đã được Văn Vũ thể hiện đầy đủ trong trận đấu lịch sử với Nhật Bản tại tứ kết giải châu Á 2016, và ông Miguel Rodrigo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Nhật Bản khi đó, hiểu hơn ai hết. Why not? Trước trận tứ kết giải châu Á, qua nghiên cứu băng hình, tôi đã nhận ra Vũ với những tố chất đặc biệt đó. Nhưng các cầu thủ Nhật Bản đã không hoàn thành nhiệm vụ kiềm tỏa Vũ. Điều tuyệt vời là cậu ấy vẫn giữ được những phẩm chất của mình cho futsal Việt Nam. Bàn thắng vào lưới Nhật Bản, đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Tại vì đó là lần đầu tiên mà futsal nói riêng và bóng đá nói chung được đi World Cup. Khi đó đội tuyển futsal Việt Nam đang thua 2-0 và chúng ta được hưởng một quả đá phạt tầm 10m. Thì Trần Văn Vũ đã quyết định sút thẳng và bàn thắng đó là giúp cho tinh thần của các đồng đội đi lên. Và nhờ đó chúng ta mới có được một chiến thắng trước đội tuyển Nhật. Khả năng đọc tình huống, chuyền bóng, sút xa, sút phạt hai chân như một. Ở Văn Vũ có đủ những yếu tố cần thiết cho futsal, nhưng cũng như Neymar của sân lớn, Neymar sân nhỏ của futsal Việt phải trải qua những năm tháng rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm mới có thể thành tài. Đó là những năm tháng làm quen với futsal cùng Tân Hiệp Hưng, rồi được phát triển trong môi trường được đầu tư căn cơ của Thế Sơn Nam và đội tuyển Việt Nam. Trên sân tập thì chúng tôi thường xuyên phải tập dứt điểm. Vì như tôi nói ban đầu thì tố chất của người Việt Nam là chưa phải là tố chất để mà tốt lắm để chơi thể thao. Do vậy chúng ta phải tập nhiều hơn, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Do vậy mỗi khi mà lên sân đấu là huấn luyện viên sẽ phải dành ra tầm 15 đến 20 phút để cho các cầu thủ tập chuyên biệt về dứt điểm. Năm 2016 có lẽ là những chuỗi ngày rực rỡ nhất của futsal Việt Nam khi đội tuyển quốc gia gây tiếng vang từ châu lục tới thế giới. Nhưng đó cũng là cái năm chuyển giao, chuẩn bị để bắt đầu cho một chu kỳ thành công mới. Một loạt các trụ cột treo giày làm nhiệm vụ khác, trong đó có đội trưởng Nguyễn Bảo Quân. Và khi Bảo Quân nghỉ thi đấu, chiếc băng thủ quân được trao lại cho người xứng đáng nhất cả về trong lẫn ngoài chuyên môn, đó là Trần Văn Vũ. Anh trở thành thủ lĩnh mới của futsal Việt Nam. Vai trò của tôi càng nặng nề hơn. Đầu tiên là mình phải giữ vững được phong độ của mình. Thứ hai là phải đem lại cái tinh thần chiến đấu cho anh em, là nguồn động lực cho anh em thi đấu. Tôi cảm thấy trách nhiệm của mình rất là nặng nề và tôi luôn học
học hỏi và luôn được anh Quân truyền đạt cho những kiến thức để có thể là một người thủ lĩnh hoàn hảo hơn. Trần Văn Vũ vẫn giữ được phong độ và phát huy được những phẩm chất của mình trong màu áo Thái Sơn Nam cũng như đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, anh cũng bắt đầu được đàn em, đồng đội và ban huấn luyện đánh giá cao trên cương vị thủ lĩnh mới của Futsal Việt Nam. Tôi nghĩ là Văn Vũ bây giờ đang là chỗ dựa không chỉ riêng cho đội Futsal Việt Nam mà còn cả câu lạc bộ Thái Sơn Nam. Văn Vũ là một cầu thủ rất là điềm tĩnh trong tất cả các tình huống trên sân, cũng như là đôi khi anh ấy cũng hơi nóng nảy, nhưng mà tôi nghĩ là cái việc đó là rất tốt, tại vì có những lúc đội khó khăn thì cá tính của Văn Vũ được thể hiện, thì lúc đó là cần thiết để cho anh em chấn chỉnh lại và thi đấu tốt hơn. Quan trọng nhất của người đội trưởng thì những lúc khó khăn thì mình phải động viên được anh em, mình phải kéo được cái tinh thần nó lên. Thì tôi nghĩ rằng là Vũ cũng đã bắt đầu có những cái, sau khi em làm đội trưởng bắt đầu, tôi cũng là cái người mà luôn luôn truyền đạt những cái kinh nghiệm của tôi cho Vũ. Thì tôi nhận thấy rằng là những cái năm vừa qua thì em cũng đã bắt đầu cảm nhận được nhiều đó và em đã cũng làm rất là tốt. Điểm mạnh của Văn Vũ là anh có thể kiểm soát bóng tốt và có những cái tấu chất thủ lĩnh mà trong cái chiến thuật Busan á, có những thời điểm anh sẽ gọi là có thể gánh vác cho đồng đội được trong từng thời điểm, trong tấn công kể cả phòng ngự. Đó là một cái tố chất mà rất là hiếm cầu thủ của Busan nào có được. Sau năm 2016 đại thành công, Busan Việt Nam đã có những sự thay đổi từ nhân sự cho đến đội ngũ huấn luyện, nhưng vai trò của Trần Văn Vũ thì không thay đổi, thậm chí anh còn được trao trọng trách cao hơn để duy trì và tiếp nối thành công. Busan Việt Nam phải trở lại World Cup, nhưng làm thế nào để hiện thực hóa mục tiêu này chẳng có cách nào khác ngoài nỗ lực tập luyện ngày một hoàn thiện mình hơn qua từng trận, từng giải lớn nhỏ, và quan trọng hơn là sự quyết tâm và niềm tin. Tôi tin là với cái khả năng của Văn Vũ cũng như là cái tư chất thủ lĩnh của anh thì anh sẽ động viên cũng như là đồng hành cùng tất cả các cầu thủ của Futsal Việt Nam, sẽ một lần nữa đưa Futsal Việt Nam đến với World Cup. Trong màu áo Thái Sơn Nam và đội tuyển quốc gia, Trần Văn Vũ đã chinh phục được rất nhiều danh hiệu cao quý. Bên cạnh đó, anh cũng được ghi nhận bằng những danh hiệu cá nhân tiêu biểu như quả bóng vàng Futsal 3 năm liên tiếp từ 2015 đến 2017. Nhưng có thực mới vực được đạo. Quan trọng hơn tất thảy, Futsal mang lại cho Trần Văn Vũ nguồn thu nhập ổn định, giúp gia đình nhỏ, hậu phương vững chắc của anh có cuộc sống tiện nghi tại thành phố Hồ Chí Minh để yên tâm cống hiến. Có những khi anh đi dài đến tận cả tháng mới về lận, thì những lúc đó em thực sự cảm thấy rất là mệt mỏi, nhiều lúc rất là mệt mỏi luôn á, tại vì vừa công việc của em nữa, rồi việc nhà và cả chăm con nữa, rất là nhiều thứ. Nhưng mà đổi lại á, thì những lúc đó đó anh lúc nào cũng động viên em qua tin nhắn, hoặc là ảnh gọi FaceTime á, cho hai má con thường xuyên luôn, tối nào anh cũng gọi hết. Và sau những lúc mà anh đi như vậy về á, đầu tiên khi anh bay về tới Việt Nam là anh sẽ về nhà ngay lập tức. Và sau những ngày đó, từ đêm hôm đó và sau những ngày sau đó luôn, là việc chăm con hay việc nhà gì đó, tất cả mọi thứ anh đều làm giúp em hết. Có lẽ đến thời điểm hôm nay thì em có thể nói ông xã em là người chồng rất là tuyệt vời. Trần Văn Vũ, thủ lĩnh mới của Futsal Việt Nam. Trên hành trình ấy, anh có sự tin tưởng, ủng hộ của đội ngũ huấn luyện, của đồng đội, của người hâm mộ, và đặc biệt là gia đình nhỏ, hậu phương vững chắc nhất, để dù tới cái đích nào đi chăng nữa, anh cũng luôn có chốn để quay về.